Đại An. Hello, chào cả nhà. Đại An đây. Đến rồi. Nhìn thấy Ly Sào là nhìn thấy ăn rồi đúng không? Tại vì chị ăn thì mới được có thời gian ngồi đây nói chuyện đó. Không ăn thì nào không có thời gian để ngồi đây đâu. Nhảy đi lung tung rồi. Ừ, cái gì mà ừ. Tại cơ lấy đang vui thì mất dây đàn, đất dây đàn nên sao phải đi đưa con đi học. Tôi đang nói thì đất dây đàn nữa. Chào các bạn. Đúng không, cái nhạc là nhạc mà chửi là chửi. Chửi. Nói thật ra thì chửi thì cũng về chả phải chửi đâu, nhưng mà nói chung là tại vì mình nói ra cái gì mình nghĩ thôi. Nhưng mà không phải hoàn toàn những cái người mà người ta sống ở Sài Gòn trước năm 10 năm đó, người ta đều xấu cả. Nhiều người người ta hiểu biết lắm chứ. Những cái người người ta hiểu biết ấy, thì không bao giờ người ta lên tiếng hết. Người ta biết cái cuộc sống ngày xưa như nào rồi thì người ta ngồi im. Chả có ai. Đâu có thấy cái ông tổng thống đi ra để tranh cử để đấu lại với Việt Nam đâu, đúng không? Cho dù như thế nào đi, người ta cũng hiểu được cái cuộc chiến nó làm sao, cho nên người ta cũng im. Vì những cái người ấy, người ta hiểu biết. Còn mấy ba cái thằng theo đó màn tàn ấy thì nó mới như vậy thôi. Chứ Lisa không phải là trời tất cả những cái người Cộng Hòa. Tại vì cái thời đó thì nhiều người người ta bị đi bắt đi lính lắm chứ. Người ta vì cái hoàn cảnh của người ta ở đó, người ta không có chống được thì người ta không có, người ta phải theo. Chẳng hạn như vậy. Mà Lisa cũng nghe thấy cũng có những cái người người ta là Cộng Hòa, nhưng mà có khi người ta cũng không nỡ làm những cái chuyện gì đối với lại những cái người dân Việt Nam chẳng hạn như thế. Cũng có chứ không phải là không. Thế nhưng mà những cái người đấy cho dù sao chăng nữa, người ta sang đây người ta cũng hiểu biết chuyện rồi, thì người ta ngồi im, người ta sống cái cuộc sống đời bình thường, cái cuộc sống ở bên này. Nhưng mà cái lũ mà nó ngu dốt, nó không hiểu biết gì thì nó lại theo đó ăn tàn, rồi nó bị cái bọn hoặc là những cái người đua đòi ấy, kiểu chống cộng đua đòi ăn theo, nó bị cái bọn lãnh đạo ấy, nó gọi là nhồi sọ đó, rồi là đi theo để cho đỡ buồn chẳng hạn vậy, đua đòi ấy, cái kiểu vậy. Chứ còn thật sự ra thì ai sang đây cũng no cuộc sống, làm ăn con cái nhà cửa rồi đủ các thứ, chứ hơi đâu thời gian đâu mà ra đấy. Xin lỗi các ông các bà không có trợ cấp, các ông các bà không chổng mông chổng tí lên mà đi làm ở bên này hơn Việt Nam gì hơn được cái trợ cấp, đúng không? Nhiều đứa nó bảo nó bảo lên già chứ sao mày không về Việt Nam mà sống mới cộng sản thế nọ kia. Nó không sang, nó phá nhà mình ra thì mình đâu có sang đây làm gì đâu, đúng không? Mà cũng chẳng ai cho mình vào đây cả. Nếu như mà bọn Mỹ nó không làm những cái chuyện như thế, không có chiến tranh Việt Nam xảy ra, thì liệu những cái người Cộng Hòa hay là những cái người gì á đi vào nước nó có cho vào không? Nó đá cho một phát văng ra ngoài biển. Cái mà Ni Sản muốn nói đây đó là nói cái gì? Nói là các ông các bà ấy chống đối kiểu đấy chỉ làm bẽ mặt dân Việt Nam thôi, chẳng có giải quyết được cái gì cả. Hơn 40 năm nay rồi cứ ngồi khóc kêu rồi gào rồi đủ các thứ, đâu có làm được cái việc gì đâu, đúng không? Chỉ làm cho những con cháu của những cái người ở hải ngoại này nó bẽ mặt ra. Như sao đấy, thật á, ở đây không một cái thành phố nào là không có cái Chinatown, cái phố Trung Quốc cả. Thế nhưng mà nó lại ở đây nó gào, nó bởi chứ Việt Nam sắp sửa mất mất nước rồi, là Trung Quốc nó đi sang Việt Nam rồi này kia các thứ. Thế ở đây đầy Trung Quốc này, như nào hôm nọ gì nhỉ, ai nhỉ,
Linh Lúa hả? Nói đó, Linh Lúa nói là chứ đi đi ra ngoài shop giống như là đi đi ở cái gì ở phố tàu á. Rõ ràng là như vậy, ở cái vùng đấy rất là nhiều người Trung Quốc ở ở Spring Valley. Hầu như là 80% là người Trung Quốc ở cái khu đấy. Rất là đông. Tại vì ngày xưa Lisa cũng ở qua trên đấy rồi. Lisa sang đây, sang Úc này phải dọn nhà mười mấy lần rồi đó. Nhưng nói cho các bạn biết không phải đơn giản đâu. Dọn khắp nơi, dọn lung tung, dọn mãi mãi về sau bắt đầu mình mới mua nhà được thì mình mới ở một chỗ, chứ không mình đâu có chạy lung tung, lúc thì thuê nhà chỗ này, lúc thì thuê nhà chỗ kia, đâu có đơn giản đâu. Làm người ai cũng có cội nguồn, dù nó đói thì cũng là cha là mẹ là quê hương nguồn gốc, nước sẽ chảy về nguồn. Đúng rồi, xin chào các bạn nhé, chứ quên mất không chào chào tất cả những ai nhìn đến di sản nhé, và chúc mọi người được luôn luôn được khỏe mạnh. Cái khỏe mạnh, cái sức khỏe là cái quý nhất, tại vì mình có sức khỏe mình mới có được tất cả. Nếu mà mình không có sức khỏe mình chẳng được cái gì cả, đúng không? Con người á, là quý nhất là cái sức khỏe các bạn ạ. Cho nên nếu mà mình đừng có làm những cái gì mà tổn hại đến như là rượu chè quá đáng, hay là hút thuốc hút men, rồi đừng có lạm dụng những cái đó nhiều quá, sau này á sẽ tự mình á, sẽ bị ân hận á. Nên sao không biết ở Việt Nam á, thuốc bao nhiêu một một bao. Hôm nay nên sao thấy có mấy cái đứa Tây nó gì ra mua 30 đồng một bao thuốc. Trời ơi, khổ quá. Thế mà ai nghiện thuốc thì có phải chết không? 30 đồng một bao. Chào chị Lê Sà Vũ, chào Tiến Chân, chào các bạn Huỳnh Lâm Thời. Có ai muốn lên đây nói chuyện cho vui thì lên. Tại con ấy đi sáng lúc chiều à, lúc lúc nãy nó đang nói giờ thì đứa con nó gọi chờ nó đi làm, giờ ngồi đây uống trà lại lên đây tào lao một tí cho vui. Chào Vũ Ni Sa và mọi người thân thương, chào Long Thúy Nông Thủy. Thế đó, Ni Sa nói cho các bạn nghe là như vậy. Với lại cuộc sống ở đây thì đương nhiên là từ xưa đến nay Lisa không có nói là ở bên này không tốt. Đương nhiên là nó tốt rồi. Nó tốt thì mọi người mới phóng sang bên này, đúng không? Ở đâu cũng vậy đâu, cuộc sống ở đâu cũng vậy. Mà Lisa nói cho các bạn nghe, Hồng Kông nó cũng muốn vào đây, Singapore nó cũng muốn vào đây, mà ngay như cả Anh Quốc á, cũng muốn vào đây. Nếu như họ mà có nhiều người người ta muốn nhảy vào đây người ta làm ăn, người ta phải thuê làm đám cưới giả chẳng hạn vậy, nhiều lắm chứ. Mà từ Anh Quốc ấy nhá, Anh Quốc là cũng là cái nơi tự do mà người ta còn muốn nhảy vào đây. Úc rất là tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà ý đi xả nói là mình so sánh cái tốt ở đây thì mình phải nghĩ tại sao nó tốt. Tại vì cái con người sống ở đây này, người ta đi làm người ta đóng thuế rất là nhiều. Thế nhưng mà mình được sang đây, mình được sang tị nạn chẳng hạn, mình được làm với dân của nó, mình được ăn trợ cấp. Có nghĩa là khi mà mình không làm ăn gì mà lợi tức thấp mà mình được hưởng cái đó, có nghĩa là những cái đó là của cái người người dân ở đây, người ta sống ở đây từ xưa rồi, hàng bao nhiêu đời rồi. Người ta đóng thuế, người ta làm nên một cái gia đình, nói chung là giống như một cái gia đình đi. Nhưng người ta cái tiền thuế đấy là của người ta cho mình thì tốt hơn hết là mình ngậm họng lại, đúng không? Mình đừng có khoe ra là ôi giời bên này đã được ăn trợ cấp và chính phủ nó lo cho rồi này kia các thứ. Cái đó là mình phải hiểu rằng cái đó nó lấy từ đâu ra nó cho mình. Chính phủ nó đâu có tiền để nó tự nhiên nó có tiền nó chia cho mình đâu. Cái đó là từ đâu? Từ những người, người ta là cái dân ở đây, người ta sống, người ta lập lên cái gia đình này, người ta có
giống như là ví dụ như là trong một cái gia đình Lisa chẳng hạn, Lisa phải đi làm, phải có mua được nhà, phải có tiền trong nhà băng hay là cái gì thì mới cho được con cái mình chứ. Mình không có tiền mình móc móc đâu ra để mình cho, đúng không? Cái đó là cái mà mình muốn nói lên là cái giữa cái tốt và cái không tốt. Cứ mang Việt Nam sang so sánh. So sánh cái gì? Tại sao mình không so sánh là mình đóng bao nhiêu tiền thuế một năm? Mỗi một người đi làm mới đóng bao nhiêu tiền thuế một năm? Và Lisa nói cho những cái người hay khoe khoang ở đây là được ăn trợ cấp mới lại được cái nọ kia. Lisa còn nhớ cái hồi đấy Lisa nhỏ lắm. Thì Việt Nam các bạn có công nhận với Lisa là được ăn trợ cấp không? Ngày xưa được ăn gạo, mắm muối này kia các thứ đều được được hết đúng không? Nó cũng giống như là trợ cấp vậy đó, gọi là bao cấp. Cái thời bao cấp á thì cũng được ăn đúng không? Thì gia đình nhà Lisa đấy, bố mẹ đi buôn bán thì lại được thêm cái tiền đó nữa. Thế là bắt đầu lại buôn bán được. Cho nên là cái thời đấy gia đình cũng khá lắm, chứ mình cũng không nên nỗi khổ. Thế rồi từ từ Lisa lớn lên, Lisa thấy cái kinh tế Việt Nam bắt đầu nó cắt giảm từ từ, đúng không? Nó cắt à, mới đầu cắt người lớn rồi cắt trẻ con, nên về sau chỉ còn ông già thôi. Thì đến ngày hôm nay Lisa cũng ngồi và nghĩ lại từ cái ngày Lisa đặt chân đến đây. Mới đầu ấy, nó cho rất là nhiều thứ. Mình cứ không có việc nào mình đến mình xin trợ cấp là nó cho ngay. Nhưng mà bây giờ đâu có được như thế nữa đâu. Bây giờ nó cho mình thì nó cũng phải lôi mình lên, lôi mình xuống. Rồi á, nó cắt cái này, nó điều tra cái này, điều tra cái kia, nó làm cho mình á, te tua tơi tả ra nó mới cho. Hoặc là nó bắt là phải mày phải đi học, mày phải đi học tiếng Anh, đi học một cái nghề gì đó. Thì ngày xưa mấy mấy năm về trước á, 5 6 năm về trước, bắt đầu nó mới ra một cái kiểu là à, không có việc làm phải đi học một cái nghề. Thế các ông các bà ghi hết danh vào để đi học. Đi học nhưng mà chỉ đến đấy ký tên thôi. Ký tên xong rồi người chuồn mất. Chuồn mất về thì để đi làm, hiểu không? Thì vừa được đi làm lại vừa được cái tiền 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 của trợ cấp nữa. Thì ai mà không sướng, nói thẳng một câu như thế. Nhưng mà về sau này á, chính phủ nó lại cắt luôn cái phần đó. Tại vì nó điều tra ra nó biết được là cái đó chỉ béo mấy cái thằng dạy thôi. Mấy cái thằng mà nó có cái bằng nó mở ra cái lớp đấy nó dạy. Nó dạy mấy cái người đấy học xong nó lấy tiền của chính phủ. Thế là chính phủ mất, mà trong khi đó cái người đi học lại không học. Cho dù nó có bằng đấy chăng nữa cũng không đi làm. Thế là nó lại mất một mớ. Thì cái đấy có phải gian lận không? Những cái người dạy này kia các thứ có phải hầu như là gian lận không? Đó. Thì nó cũng, bây giờ nó cũng cắt. Rồi đến bây giờ hả? Học sinh muốn vay tiền của chính phủ để đi học đại học á, nó cũng có cái limit, nó cũng có cái mức độ thôi. Nó không như ngày xưa là mình vay, mình học cái ngành gì nó cho mình vay hết. Nó không còn như ngày xưa nữa. Thì nên sao mình nghĩ rằng mới so cái cuộc sống ngày xưa của Việt Nam và cái cuộc sống ngày nay của Úc này, nó cũng xem nó cũng giống giống như vậy. Tại vì ngày xưa nó cũng kinh tế nó xuống thì từ từ nó cũng cắt hết. Thế bây giờ ở Úc này nó cũng từ từ nó cũng cắt, nó không còn như được như ngày xưa nữa. Thế cho nên những cái người mà qua đây này, mình được ăn trợ cấp hay là mình được hưởng một cái chế độ gì đó thì mình phải dùng cái đầu mình suy nghĩ cái tiền đấy nó ở đâu ra. Chứ mình đừng có ngồi mình khoe mình ôi hồ ôi sang đây sướng lắm. Người ta cho đầy đủ các thứ rồi, người ta no cho từ từ A đến Z. Đương nhiên mình vào đây dùng một cái là nó đã cái đất nước này nó đã giàu có rồi, mà những cái người mà chống cộng ấy phải cảm ơn cộng sản, biết chưa? Không có cộng sản đi vào giải phóng miền Nam thì các vị làm sao được đi sang đây mà sống cái cuộc sống sung sướng như vậy, đúng không? Phải cảm ơn ai? Cho dù các người có ở Việt Nam đi chăng nữa, cái chế độ Cộng hòa đấy có được như ở Úc này không? Hoặc là như ở Mỹ không? Thì các người phải thấy được cái hạnh phúc như thế, các người cảm ơn ai?
đúng không? Mỹ nó bỏ các người nó chạy rồi, các người đi sang Haiti tị nạn nó sung sướng không? Chứ nếu mà còn ở Việt Nam á, nó bỏ đi cho dù nó không giải phóng đi chăng nữa, nó không tiếp tế cho, nó không viện trợ cho các người lấy cái gì hốc, phải suy nghĩ như vậy chứ. Ngồi đây còn cứ ra vẻ ta đây chạy tuột mẹ nó quần ra còn nắm chuyện thôi. Lý sao nói thật, tôi xin các ông mấy bà mà suốt ngày cầm cờ chống cộng ấy, gác kiếm đi, mệt quá, cứ bôi mèo vào mặt vào mũi người ta rồi á, cái đất này này bây giờ người ta ký hợp đồng người ta chơi với cộng sản rồi, mà các ông các bà cứ cầm cờ lên chống, có ngày nó cắt cho các ông các bà không còn một cái gì nữa, lúc đấy là mới há hốc mồm ra, đúng không? Muốn đi về Việt Nam không về được nữa đâu, nên là tốt hơn hết là im đi, đừng có làm cái trò mèo ra nữa. Nếu mà cảm thấy chống được cái nhảy thẳng về Việt Nam mà chống kìa, cho nó anh hùng đi chơi một phát cho anh hùng đi. Nó suốt ngày ngồi bôi mèo bôi làm nó tét tét nhẹ nhẹt ra, chả ra làm sao cả, xấu hổ cả mặt mũi của những người sống ở hải ngoại, đúng không? Nghĩ ngợi vui vậy về cái gì, vui vẻ bên con cháu. Đúng rồi, chào chào Thái Ngọc Nhiên, chào Bình Dương, chào Long Thủy, chào tất cả mọi người nhé. Có ai muốn lên đây nói chuyện không? Thế xã đã ngồi uống cà phê này, uống trà, uống mời cà phê. Ngồi nói chuyện với mọi người cho vui. Bọn cờ vàng chính là bọn đã chơi đủ trò ma giáo để làm xấu mặt người Việt Nam nói chung. Đúng là như vậy, tại vì Việt Nam hết chiến tranh đến bây giờ là mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi, nên sáng ngồi đây nên sáng cũng nhìn thấy nhiều những cái ngang tai trái mắt, làm toàn ba cái trò vớ vớ vẩn vẩn, nên sao nhìn thấy nhiều lắm rồi. Thà đừng có chống, đừng có nói năng gì nữa, người ta nghe người ta đỡ gì. Bây giờ các ông các bà ấy cứ ngồi ở bên Úc này, cứ nói riêng đi, hay ở bên Mỹ đi, tất cả hải ngoại nói chung đi, cứ khoe này khoe kia, mà thực ra nên sáng nghĩ lại nói thật một câu nữa, các vị ấy chống chỉ làm lợi cho cộng sản, chả có làm hại gì cả. Nên sao thấy, cái thứ nhất, nếu như các vị không chống thì lệ bản thân nói riêng ngay như Lê Sả không bao giờ tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, Lê Sả cũng chả biết cái gì cả, chỉ biết là ok ngày xưa mình bị bom đạn mình đi sơ tán, that's it, chỉ như vậy thôi. Nhưng vì các vị chống nhiều quá cho nên mình mới tò mò, mình mới tò mò, mình mới đặt dấu hỏi, mình tại sao ngày xưa mình bị chiến tranh, mình bị bom đạn như vậy, mà tại sao mà các ông lại cứ chống, cứ nói cái này cái kia. Mình tò mò, sorry. Đấy, ngồi nói chuyện một tí thôi, thằng con lại lại nói lát nữa mà mày mẹ đón con nhé. Không nhìn thì có vẻ như là không có việc gì làm, nhưng mà nó cứ chạy ra chạy vào, chạy ra chạy vào, đi ra đi vào ấy, buồn cười lắm, giống như taxi ấy, các bạn. Vừa nãy là nói xong rồi nó bảo đứa con đi làm, xong bây giờ đang nói là nó lại nhắn tin, nó ở lát nữa đón con về đó. Đấy các bạn xem. Khổ thì nó không khổ đâu, nhưng mà nó cứ thời gian nó không làm cho mình làm được một cái gì hết, ví dụ mình có muốn đi làm cũng không đi làm được, tại vì ở cái đất này á, ví dụ như là một hai vợ chồng ấy phải có người ở nhà lo con cái nhà cửa này kia các thứ, nhưng mà được cái là ví dụ là ông chồng đi làm lương cao ấy thì còn đỡ, mà lương mà thấp ấy thì khó mà đủ ăn lắm. Vậy ăn thì không nói, nhưng mà những cái cuộc sống ấy, những cái nhiều cái mình phải chi á, chẳng hạn nói đơn giản như là nhà Nisa hiện nay có bốn người gì,
bốn cái phone, hai cái computer, thằng kia này một cái iPad nữa, tổng cộng đóng không phải 500 đô một tháng rồi đấy, riêng tiền phone, tiền điện thoại, tiền tiền phone, tiền internet là đã là như vậy rồi nhá, 500 một tháng rồi các bạn. Rồi lại tiền xe, đấy là xe Lê Sào không có đi xe trả góp, đi xe cùi cùi thôi, tại vì mình nghĩ mình cũng chả đi đâu, đi ra đi vào, đi gần đây mua cái xe nó vừa vừa tiền thôi chứ không có mua xe đẹp. Nhưng mình mua xe đẹp mình phải trả góp này, rồi lại bảo hiểm này. Nên Lê Sào đi xe 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 nó cũ thì Lê Sào chỉ mua bảo hiểm một chiều thôi. Ví dụ như bảo hiểm một chiều thì ví dụ như mình có tai nạn đụng xe đó thì người ta bảo hiểm nó chỉ đền cho đối phương thôi, còn cái xe của mình ấy, nó sẽ không đền cho mình đó. Nên rồi tiết kiệm được rất là nhiều tiền khi mà mình đi xe 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 cũ cũ một tí đấy, đại khái là xe nó đi được thôi. Lý giả không phải cái con người nào giống như mình, ai mà không muốn đi xe mới, các bạn công nhận không, ai mà không muốn mình đi xe đẹp, đi xe mới. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh, cái cuộc sống của mình không làm cho mình nó quá cái mức, ví dụ như là cái thu nhập của mình chỉ tương đây thôi thì mình đừng có đòi hỏi nó cao hơn cái thu nhập của mình, thì mình sẽ tự làm cho mình khổ đó. Đó là cái cách sống của Lý Sả. Lý Sả nó sống sống làm sao mà mình vất vả là một chuyện, nhưng mà cái đầu óc của mình á là nó luôn luôn nó phải được thư thả, không có làm cho mình áp lực nhiều quá. Cái cuộc sống này mình ai cũng đi đến về một cái đích thôi, sướng khổ giàu nghèo gì thì cũng về một cái đích đó, thì tại sao mình phải làm cho mình sống một cái cách nó khổ sở, đúng không? Đương nhiên ai không thích đẹp, không thích cái sang trọng này kia các thứ, nhưng mà mình kiếm được nhiều tiền thì đương nhiên là mình phải phải làm cho mình nó phải phải lên cái top, cái đỉnh rồi. Nhưng mà nó vừa tầm thôi thì mới nó tương đương, nó ba lần nó tương đương với cái thu nhập của mình ấy. Thì mình sẽ sống cuộc sống nó thoải mái hơn, không đua đòi với mọi người, hiểu không? Cho nên là Lê Sả đi xe cũ đó, sống cuộc sống nó bình thường, cái gì được đủ, xe đi được là được có ăn được là được, cứ giống có cái câu gì học cái đấy, để cho mình làm cho cái đầu óc của cái đầu của mình nó rất là quan trọng. Cho nên luôn luôn mình giữ cho làm sao cái cuộc sống, cái đầu óc mình nó thư thả thoải mái, không có đua đòi. Cái đó là cái cách sống của Lisa là như vậy. Mình phải lượng cơm. Đúng rồi, cái câu này rất hay, mình phải lượng cơm mà gắp mắm, đúng rồi đó. Cho nên nhiều nhiều người bị thất bại, họ chẳng hạn như những người nên xà thấy nhiều người như là ở bên Mỹ hoặc ở đâu mà người ta bị vô gia cư chẳng hạn, chưa chắc người ta đã phải là người nghèo, người ta vô gia cư đôi khi vì cái cuộc sống người ta tìm được nhiều, ví dụ như có thể người ta là một cái người rất là giàu nhưng cuối cùng bị ra đường ở là bởi vì người ta không không biết, giống như là liệu cơm gắp mắm ấy, cái kiểu như vậy đó. Cho nên là đôi khi mình trèo cao quá, trèo cao quá quá cái sức của mình, cho nên là lúc mình bị quỵ đó là nó quỵ hẳn luôn đó. Nên mình luôn luôn là mình xách được 20 kg, là con người mình xách được 20 cân đi chăng nữa mình xách 18 cân thôi, đừng có xách hết 20 cân, xách 18 cân rồi thì cái cuộc sống của mình á nó sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn, nó không bị nhiều áp lực. Đó là cái cách sống của Lý Sả, tại vì Lý Sả luôn luôn nghĩ rằng á cuộc đời mà con người ai cũng đi đến một cái đích đó thôi, mình có khả năng mình làm được cái này làm cái kia, nhưng mà mình nghĩ rằng làm như thế mình sẽ rất là khổ. Nếu mà mình được đạt được cái mục đích như vậy mình rất là khổ,
mà mình phải trả một cái giá rất là đắt. Thôi mình vừa vừa tầm thôi, đại khái là mình không phải nghèo quá nhưng mà cũng không phải là cái người giàu quá. Nó vừa vừa thôi. Đó, giống như cái Long Thủy nói ấy, mình phải lượng cơm gắp mắm là như vậy. Không biết được sức mình. Đúng rồi, nhiều người như vậy đó, kiểu như là thế sao thấy cũng nhiều người sống cái cách sống là mình phải mua được, cố gắng để mua được một cái nhà thật là đẹp cho bằng chúng bằng bạn, hay đi một cái xe thật là sang cho nó oai, đương nhiên ai mà cũng muốn. Nhưng mà nếu mà mình có một 100.000 ấy, mình tiêu 99.000 thôi chẳng hạn vậy, thì mình còn một tí để mình để dành ra, nhưng đây này còn tiêu quá cái sức đấy thì là mình khổ thôi, đương nhiên đúng không? Cho nên là cuộc sống là mình cứ đua đòi là chết, nói chung là ai mà đua đòi là người chết. Ok. Nói thế thôi. Lisa nói xong rồi. Để đi lại đi đón đón con này. Ok, bye bye các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye.